tiên là của tiên kinh. À, vâng. Vâng, ok. Vâng, thưa quý vị, bây giờ Duy mời quý vị và các bạn chúng ta vào Đông An Tiên hay là Tuyệt Tình Cốc. Và cái lối vào này thì nó đối diện với lại vào kinh thành Hoa Lư. Ở đây cũng là cái chỗ gửi xe để mọi người vào trong khu vực cố đô Hoa Lư. Theo như cái biển chỉ dẫn thì khoảng 100m nữa. Vâng, thú vị Tuyệt Tình Cốc là một cái địa danh như anh nói đúng không anh? Vào cái thời vua chúa ngày xưa là cái ngôi phủ báo để điều trị những người có tội ấy. Vâng, phạm tội thì chết rồi đúng không? Vâng, sống trong này. Vâng. Bây giờ mình sẽ cải tiến mới là lên động, nhưng mà mình vào đây là lên động là quan ở trên đấy là lương trường ngụy không cái động à. Nhà sư sư là trước kia là chủ trì trên đấy nhưng à. Bây giờ chỉ có mỗi một ông để trông coi trên đấy thôi à. Vâng, bây giờ mình đến điểm đây là anh lại mua vé ở đây xong à. Bắt đầu là đi bộ từ đây đi vào à. Khi trước khi anh đi bộ từ đây vào là anh tham quan ở trong này tầm khoảng một tiếng gì đấy, không được tiếng à. Hết khu trong này à. Đó, anh trèo lên cả trên động nữa, lên trên lưng chừng núi xong bắt đầu mình xuống là lòng hồ à. Vâng, có gì thì anh cứ vào đây vâng. Ra nhé, chúng ra là anh cứ ra cái anh nhớ là hai cái điểm đường hầm này cho em à. Một đây là đường hầm lúc anh vào nhé, là đường hầm bên kia thì nếu mà chúng ta thì anh sẽ ra đường hầm bên kia, em sẽ quay xong đón anh đường hầm bên kia luôn. Vâng. Thế là em sẽ quay trở lại đường hầm đấy. Vâng, ok, cảm ơn. Cái đồ thì em cầm cho anh. Đây, đến đây Duy sẽ mua vé này. Chị Oanh ạ, đi 12 xe. Cho anh một vé thôi. Một vé 20 nghìn. Chị thống nhất với anh nào chứ? Thì em gọi lại chị nhé. Ừ, qua xin cho cảm ơn. Bây giờ vào hết đây đi. Vé đi thẳng đây hả em? À, cảm ơn. Vâng, thưa quý vị, Duy thấy vé người lớn là Đông An Tiên là 20.000 một vé. Ở phía kia chúng ta có nhà vệ sinh. Cái này thì có hai tên Đông An Tiên và Tuyệt Tình Cốc. Vâng, thưa vị, quý vị và các bạn đang được cùng Duy chúng ta trải nghiệm Đông An Tiên hay còn gọi có tên gọi khác đó là Tuyệt Tình Cốc. Đây là một trong những cái danh lam thắng cảnh. Nếu mà nói em gửi về. Có cần không cần ạ? Dạ, vâng, cảm ơn. Vâng. À, đây chúng ta sẽ đi qua một cái lối đi xuyên qua một ngọn đồi để vào trong Tuyệt Tình Cốc. Tuyệt Tình Cốc như Duy tìm hiểu đó là nơi mà các cái vua chúa ngày xưa của kinh thành Hoa Lư nuôi hổ báo ở trong đây để trừng trị những người phạm tội nặng. Gọi là tội tử hình ngày xưa, giống như ngày xưa gọi là trường bắn đó, thưa vị. À, ngày nay gọi là trường bắn. Đây, chúng ta sẽ đi đây. Vâng, thưa vị, lúc này Duy khám phá là buổi trưa ngày 5 tháng 3 năm 2018. Ở đây chúng ta thấy có cái lòng hồ, nước rất trong và nhìn thấy rõ rêu. Cấm bắt cá và cấm tắm. À, theo khu vực này thì Duy cũng không rõ là đi đâu. Ở kia có một cái cổng để chắc là lên ngôi đền. Đến đây thì có hai lối rẽ và không có hướng dẫn là chúng ta lên đi đâu. Vâng, thưa quý vị, Tuyệt Tình Cốc không quá xa Hà Nội. Chúng ta có thể đi cùng bạn bè về tham quan cái phong cảnh ma mị và động chất kiếm hiệp ở Ninh Bình này. Gần đây thì dân du lịch phượt truyền tai nhau rằng đây là một địa điểm có biệt danh Tuyệt Tình Cốc của Việt Nam với vẻ đẹp không thua kém những sơn trang đồi tiếng trong phim kiếm hiệp. Và cụ thể như nào thì mời quý vị và các bạn cùng Duy chúng ta đi đây. Ở trong đây thì có chùa Động An Tiên nằm trong cái quần thể di tích cố đô Hoa Lư, nơi vua Đinh Tiên Hoàng từng nuôi hổ báo và xây pháp trường.
đồng thời có ngôi chùa Thái Hậu Dương Văn Nga tu hành vào cuối đời. Và ở cái khu vực cổng vào chùa Am Tiên ở phía xa kia, còn khu vực đây thì chúng ta sẽ đến để tìm hiểu tiếp. Để tham quan nơi này thì xuất phát từ Hà Nội, bạn có thể chọn là những cái chuyến đi 2 ngày một đêm để kết hợp với các cái khám phá Tràng An, Bái Đính và kinh thành Hoa Lư và các cái địa điểm khác. Nhưng nếu không có nhiều thời gian thì bạn hoàn toàn có thể khám phá ở khu vực Am Tiên trong vòng 24 giờ. Như Duy tìm hiểu thì chúng ta đi khoảng hết vòng 1 tiếng thôi. Phần lớn của khu vực động Am Tiên là thung lũng ngập nước, được vách đá bao bọc xung quanh. Tương truyền vũ đinh nuôi hộ ở đây rồi cho những kẻ bị tử hình vào. Kẻ nào trốn ra được thì sẽ được miễn tội. Ở phía dưới đây chúng ta thấy bán hàng đồ lưu niệm và hàng ăn. Duy cảm giác cũng thấy đói rồi. Lúc này lúc trưa Duy sẽ vào hàng ăn, gọi là ăn nhẹ cái gì đó, rồi chúng ta sẽ lên phía lên quả động. Thưa quý vị, đây chúng ta sẽ lên lối lên động Am Tiên. Duy thấy rất là nhiều các cái đôi áo cưới chụp ảnh phía dưới lòng hồ này. Đây chúng ta sẽ lên động Am Tiên ở lưng chừng núi, ở phía dưới thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy leo qua khoảng 205 bậc đá qua vách núi thì động sẽ lên tới động. Các cái bậc đá này thì cũng là mới và có độ dốc rất là cao. Vâng, đi không cẩn thận là trơn trượt quý vị ạ. Kìa, phía động kìa. Vâng thưa quý vị, giữa trưa đi cái độ dốc cao này Duy cũng thấy khá là mỏi chân. Ở phía dưới chân núi Am Tiên ý, thì Duy có gọi một bát mì tôm trứng ở đấy thôi, đi xuống ăn là vừa. Am Tiên như Duy thấy rằng ngày xưa thì có thầy có sư ở đây nhưng mà bây giờ thì không có. Kia chắc là có cái quán nơi dừng ngủ. Đây lên chúng ta có chùa cổ. Tầm này tầm trưa cho nên là rất là ít du khách tới.
Từ đây chúng ta có thể nhìn thấy động Am Tiên. Thú vị, động có hình giống như miệng con rồng nên còn được gọi là hang rồng. Một cái chuông rất là lớn được đục đẽo mà gắn lên phía trên là một cái dãy núi. Trên núi có chùa Am Tiên và đây cũng là nơi những năm cuối của cuộc đời Thái hậu Dương Văn Nga xuất gia tu hành. Từ vị trí này thì tí chúng ta sẽ nhìn thấy tất cả cái khung cảnh của khu Tứ Tình Cốc. Những bức tượng đây thì Duy thấy hoàn toàn được bằng đá, đá trắng. Thưa quý vị, xuống đây là giếng Giải Oan. Giếng này thì trong vắt quý vị ạ, thật bất ngờ. Khi Duy nhìn xuống dưới đây thì giống như là giếng không có nước, nhưng một số đồng tiền lẻ sẽ được vứt xuống dưới đây. Duy nghĩ rằng là thật là hiếm khi có một cái giếng như này. Chúng ta không nên vứt những cái đồng tiền bẩn thỉu xuống dưới này. Đây, từ vị trí này quý vị này, chúng ta có thể nhìn thấy toàn cảnh của Tứ Tình Cốc ở đây. Đây là cái lối vào của nhà vệ sinh. Một thú vị Duy vừa khám phá xong ở khu vực Tứ Tình Cốc và chúng ta vừa lên cái ngôi chùa cổ ở đây. Đây là một trong những cái địa điểm khi mà quý vị và các bạn đi tới cố đô Hoa Lư thì không nên bỏ qua. Và quý vị nhớ nhấn like video cũng như hãy chia sẻ video để nhiều người biết đến hơn. Đừng quên nhấn like trang Facebook Hà Nội Phố để khi Duy up lên những video mới nhất thì quý vị sẽ là người xem chúng và có thể là trò chuyện với Duy qua tin nhắn của Facebook. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các cái video khám phá về các cái địa danh ở Ninh Bình. Và bây giờ Duy sẽ xuống dưới và ăn bát mì tôm đã gọi ở phía dưới kia. Và trong khi đi thì chúng ta được ngắm toàn cảnh cái khu vực Tứ Tình Cốc này.